hướng dẫn artifact cho Kara của mình. Thì effect thì nó có rất là nhiều kiểu, trong đó có chan và fx. Fx thì nó chạy theo từng chữ, còn chan là nó chạy theo một dòng một line. Thì ở đây chúng ta sẽ đi từ những cái cơ bản. Thường thường những cái kiểu effect đơn giản nó sẽ có một kiểu là default. Thì kiểu này rất là dễ ạ. Chỉ đơn giản là chúng ta copy hết cái code này vào. Và chúng ta dán vào cái cara của mình. Chọn Style Manager. Thì ở đây là chữ S màu hồng. Chọn đi Perform Series. Chọn kiểu effect của mình. Đây, ở đây nó sẽ có một kiểu là default. Thì chúng ta sẽ chọn là default. Chọn Yes. Tiếp theo, bước rất quan trọng làm cho shop không bị che mất chữ đi. Mình chọn Respawn Resolution. Chọn Form Video. Nhấn OK. Chúng ta quay lại mục Style. Click đúp vào default. Chọn phông chữ. Thì đây, nó sẽ hết bị lỗi phông nữa rồi. Thì bắt đầu chúng ta chọn vị trí cho giúp. Số 2 là ở dưới cùng. Và 10. 10 là chiều cao. Trái phải thì chúng ta có thể để là chênh lệch nhau tùy theo mình để giúp nó ở đâu. Trái và phải nó có sự chênh lệch về số thì nó sẽ lệch về bên nào đó. Còn vơ là chiều cao. Ví dụ đây chính là 30. Thì nó sẽ đi lên. Là 80 nó sẽ lên cao hơn nữa. Và đây chính là 10. Ở đây là kích cỡ của chữ thì mình chỉnh cho vừa màn hình. Làm sao mình chỉnh cho nó vừa chiều ngang màn hình và nó sẽ chỉ có một dòng thôi. Bởi vì khi chèn effect thì nếu mà mình để nó hai dòng, kích cỡ nó quá lớn thì nó sẽ che mất xúc của mình đi. Đây chỉ là 50. Sau khi đã chỉnh phông chữ thì mình chọn cái dòng mà dài nhất. Nếu mà cái dòng dài nhất nó xuống hàng thứ hai thì mình sẽ chỉnh kích cỡ làm sao cho nó phù hợp. Thì nó chỉ còn một dòng thôi. Ở đây dòng dài nhất là dòng này thì nó đã phù hợp rồi. Nó chỉ có một dòng thôi. Thì tiếp đó chúng ta sẽ nhấn Automation. Chọn Apply Karaoke Tempo. Và chúng ta đã có một cái effect. Và chúng ta sẽ share nó lại. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái bản effect để chúng ta encode. Và tiếp theo là những cái effect phức tạp. Bắt đầu từ độ khó như sau. Ở đây chúng ta có effect của người ấy đeo từ kênh của tiểu ít. Thì đây nó có rất nhiều kiểu, gồm có style của nó là lyric, chorus, chorus love. À, chúng ta sẽ rất là nhiều kiểu. Thì vào xem demo nhé. Đây là demo của nó.
Đây là kiểu thứ nhất. Đây là kiểu thứ hai. Dựa vào cái demo này thì mình dựa vào những cái dòng camera như ở trong đây thì mình sẽ biết được kiểu của nó là như thế nào, thì mình bắt đầu mình chọn cái style khi mà mình add vô cái bài camera của mình, thì cũng như lúc đầu thôi, mình muốn chọn ví dụ như là mình cứ copy hết cái này vào đi. Copy hết nó vào. Vào đây mình dán, và cũng như những style kia thì mình chọn style manager import from script. Tiếp theo mình chọn cái effect đó. Ở đây nó rất là nhiều kiểu dán cho mình lựa chọn đúng không nào, thì chúng ta sẽ chọn, ví dụ như chúng ta chọn kiểu đầu thì nó có là lyric. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong style này nó không có những cái mục default hay là gì đó, nó chỉ có là lyric, chorus, chorus love. Thì ở đây chúng ta muốn chọn kiểu nào, một là lyric, hai là chorus, ba là chorus love. Thì chúng ta ví dụ như chọn lyric thì chúng ta chọn lyric vô, là lựa là lyric thì nó sẽ áp vào đây. Tiếp theo mình sẽ chỉnh phông chữ, mình cũng chọn vị trí. Đây là bước quan trọng nhé. Mình sẽ bôi đen những cái vòng default này. Và mục style của nó thì mình sẽ chọn là lyric. Thì nó sẽ là lyric. Tiếp theo chúng ta chỉ cần apply karaoke tempo thôi. Như vậy là chúng ta đã có một cái bản effect, thì chúng ta cũng sẽ save lại và là chúng ta sẽ sử dụng nó để encode. Tiếp theo đến những cái effect mà phức tạp hơn như dạng là của Ivan Bakery, thì Ivan Bakery làm effect rất là phức tạp. Thì tiếp theo chúng ta sẽ mở cái effect của Ivan lên. Như effect của Ivan đây chúng ta thấy có hai kiểu là default và translation, thì chúng ta cũng sẽ copy vào. Copy hết. Rồi chúng ta sẽ chọn style manager, perform script, chọn đó. Thì thường thường cái effect của Ivan Bakery thì nó sẽ có để cái dòng default. Nhưng chúng ta sẽ không dọn default, bởi vì sao? Cái default nó chỉ là cái code phụ cho cái translation thôi. Thì chúng ta sẽ chọn style translation. Chúng ta sẽ chọn lại phông chữ cho nó. Và tiếp theo, chúng ta sẽ chọn bôi đen lại. Chúng ta sẽ chọn style cho nó là translation. Thì nó sẽ là translation và chúng ta apply. Đối với những máy cấu hình yếu thì chúng ta không nên ham những cái effect mà nó quá nặng đối với máy của mình. Bởi vì sao? Bởi vì khi như vậy thì chúng ta encode rất là khó. Như ở đây thì effect của Ivan Bakery nó như thế này. Và chúng ta sẽ save lại, thì chúng ta sẽ có một cái bản camera có effect. Thì ở đây đã save rồi. Tiếp theo đến phần encode.
chúng ta phần mềm tôi khuyến cáo nên sử dụng là Virtual Loop hoặc là Virtual Loop Mod. Giờ đây tôi không xài nhiều những cái effect mà phức tạp thì tôi sẽ sử dụng là Virtual Loop. Chúng ta vào Virtual Loop, chọn File, chọn Open Video, ta mở một cái video của nó lên. Sẽ mở một cái file video nào làm ví dụ thôi. Đây, tiếp theo chúng ta chọn video filter, chọn add, chúng ta lựa lên phần text, nhấn ok, dẫn đường link tới cái mục mà chúng ta đã add đi karaoke effect rồi. Đây, bài này tôi mới add đây, chúng ta chọn ok. Không nên xem trước trong Virtual Loop, tại vì xem trước thì nó cũng sẽ lệch như vậy thôi. Tiếp theo, chúng ta chọn lại video compression ở dưới hai dòng cuối. Hai dòng cuối rất là đơn giản, XVA, XFit. Chúng ta chọn confirm. Ở đây chúng ta không nên chỉnh hai mục trên này, chúng ta cứ để nó vậy. Chúng ta sẽ sử dụng mục này và chúng ta sẽ kéo đến hết số 9, kéo đến khi nào mà không kéo được nữa thì thôi. Chúng ta chọn ok, ok lần nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn file save as avi, chúng ta đặt tên tên á, save lại và đợi thời gian nó encode xong. Thì ở đây cái tốc độ encode thì chúng ta nên để là normal, như vậy thì súp sẽ không bị giật hay là video sẽ không bị bẻ hay là bị nhòe đi. Và effect đến đây là hết.